ca sa mai văn phận tê quy sùng rằng khan năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma du ti dầm ti mai văn phận tê quy sùng rằng kha năn tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang phận tê quy sùng rằng kha năn tha ya sa ra ne na sa pan cha si la ni ya cha ma. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Duti yam pi buddhang saranang gacchami, duti yam pi dhammang saranang gacchami, duti yam pi sanghang saranang gacchami. Tati yam pi buddhang saranang gacchami, Ti saranagahanang paripunnang panatipata veramane sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramane sikkhapadang samadhiyami kamesumicchacara veramane sikkhapadang samadhiyami musavada veramane sikkhapadang samadhiyami Suramera ja macappamadatana veramane sikkhapadang samadhiyami. Suramera ja macappamadatana veramane sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramane sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramane sikkhapadang samadhiyami kamesumicchacara veramane sikkhapadang samadhiyami musavada veramane sikkhapadang samadhiyami surameraya macchappamadanthana veramane Imani pañca sikkhapadani saduggaṃ gat्vā appamādena nicchakālaṃ sammārakkhitappaṃ Sīlena sukatiññanti sīlena bhogasampadā sīlena nipputiññanti tasmā sīlaṃ visoddhayē
a ma phần tê xà thuốc xà thuốc xà thuốc và con xin thay mặt đạo tràng để có thể sám hối Phật pháp tăng ạ. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng ba đà băng sung qua rúa ta mang bùa thê vô ca lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm măng cha đù vi thắng qua răng thầm mê vô ca lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quanh đê hăng thể thay mặt chư đệ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư và con xin dâng bích lại cho sư ạ. Dạ con không thấy sư Tâm đang ở trước máy. Dạ con thấy con xin kính đảnh lễ sư phụ Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nam Mô Bích Tha giá và dạ, con Nguyên Trang và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng và dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Nguyên Như ơi, Nguyên Như có trước máy không? Âm thanh của Nguyên Như bị mất rồi, Nguyên Như ơi. Nguyên Trang mời Nguyên Như lại nha. Không biết là Nguyên Như có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ? À? Nguyên Trang xuống mic ha, mời Nguyên Như lại cầm mic nha. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được Nguyên Như không ạ? À? Dạ. Hello mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Dạ. Thôi không làm mất thì giờ của đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Dhamma de sanaya chanagatha Brahmachalo kathipati sahambati katanchali antiwarang aya chatha santi thasak tap para chakka chatika de se tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin winayan chakayan sutan chapan tham api tham machamang ako tayanto chatusak chadandang papothaneye parisa Yamat Che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi.
quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, Nguyên Trang thấy Nguyên Như trở lại room rồi, để Nguyên Trang mời Nguyên Như nha. Dạ, con dạ Nguyên Trang xin mời Nguyên Như cầm mic để giới thiệu chương trình ngày hôm nay ạ. À. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. À. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con dạ hôm nay xin cáo lỗi đạo tràng nha Nguyên Như, hôm nay mic của Nguyên Như có vấn đề hay sao, rồi sa thú bàn tay của Nguyên Như, mời Nguyên Như lại ha. Năm thai giá. Dạ thôi để khỏi làm mất đạo tràng. Dạ con dạ con thấy tại vì hôm nay âm thanh của Nguyên Như chắc có vấn đề. Dạ con nghe là Nguyên Như nói là đầu năm mới thì Nguyên Như vô lại rồi hả? Nguyên Như nghe Nguyên Trang không giơ tay lên để không Nguyên Trang giới thiệu. Nguyên Như giơ tay lên nha, Nguyên Trang nhường mic lại cho Nguyên Như nha. Hello, 1, 2, 3, 4. Hello, 1, 2, 3, 4. Hello. Dạ, Nguyên Như nghe đạo tràng rất là ok. Không biết sao hôm nay cái mic con bị câm. Ok, sao thú, sao thú. Hôm nay không biết có chuyện gì. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con nghĩ chắc ăn tối, ăn Tết nhiều quá. Dạ. Hôm 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 kia Nguyên Như từ ở trong cái cốc đi vào trong nhà thì trợt té té quá sức là đau luôn, giống như là bắt nguyên một con ếch thiệt là to. Cái đường nhà ở trong cái đất lên nó trường, nó cỡ 30-35 độ mà nó trượt là coi như là không có hô được, từ té thẳng từ trên xuống dưới luôn. Bây giờ vô đạo tràng nó bị coi như là đó là mở lễ đầu năm với con trâu. Dạ, Nguyên Như xin kính giới thiệu với đạo tràng mấy hôm rồi, bao nhiêu thời gian qua là chúng ta học những cái bài pháp về 37 phẩm trợ đạo của sư phụ Pháp Thanh, rất là hay, cũng có được bà con cũng có được một số vốn rồi. Bây giờ mình sẽ nghe sư Pháp Thanh giảng về cái cuốn gọi là Mi Tiên Vấn Đạo. Thì Nguyên Như thấy cái cuốn này nó cũng rất là hay, nó có những cái câu hỏi rất là thâm thúy của Đức Vua và Tỳ Kheo. Thì Nguyên Như kính xin kính thỉnh với ngài là có thể mà mổ xẻ những cái câu hỏi, tự vì những cái câu hỏi này nó rất là thâm thúy quý vị, nó có thể là nó đi từng cái lớp một, mình có thể hiểu rất là cạn,
mình cũng có thể hiểu theo cái những cái chi pháp của vi diệu pháp, nó rất là thâm thúy, nó rất là thâm sâu, thành ra chúng ta cũng lần được đi mổ xẻ không có cần gấp hai cả nhà. Thì Nguyên Như có thỉnh với sư và sư cũng rất là hoan hỷ để mà sư có thể chỉ giảng cho chúng ta những cái mà những cái nội dung ở bên trong. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này và cái cách sư dạy với tụi con làm sao để tụi con có thể chuẩn bị tinh thần bạch sư. Dạ con xin dâng bích lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chúc quý ngài Pháp Thể Khang An và chào tất cả quý Phật tử đang hiện diện trong room. Và chúc cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực trong cái sự tu học của mình để đạt được nhiều tiến bộ. Chúc cho đạo tràng Nguyên Như Kỳ Viên sinh hoạt đem đến nhiều lợi ích, nhiều kinh nghiệm quý báu trong học tập, để chúng ta cùng nhau gìn giữ giáo pháp và thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị biết rằng trong cái giáo pháp, cái kinh tạng, cái lời dạy của Đức Phật đó thì nó rất là sâu xa. Nhưng mà có những lúc những cái điều mà mình thắc mắc cũng khó mà có thể nhờ ai giảng giải chỉ dẫn. Thì trong cái phần mà Mi Tiên vấn đáp này á, nó cũng rất là hay. Về phần Đức vua Milanda thì cũng là một cái bậc có trí tuệ, và ngài Nagasena, ngài Mi Tiên thì cũng là một cái bậc đại trí tuệ, có cái tuệ, tứ tuệ phân tích. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần Mi Tiên vấn đáp này để một phần nào đó chúng ta có thể học hỏi, có thể giải tỏa được những cái thắc mắc, để mà chúng ta có hiểu biết tiến bộ trong cái giáo pháp. Thì đó là phần trình bày sơ lược. Bây giờ thì chúng ta sẽ từng tự, hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu qua về cái Mi Tiên vấn đáp do ngài Tinh Đá Chanh Đá đã nỗ lực thực hiện cái phần mà chuyển dịch từ cái Pali của Tích Lan. Một thời gian ngài đang tu học bên đó và có điều kiện để mà dịch thuật. Thì bây giờ xin mời cô Nguyên Trang có thể đọc cái phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giải thích thêm. Chúc cho tất cả quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ, an vui, nỗ lực tinh tấn trong pháp học. Bây giờ tham mô với thầy giá, cô Quân Trang có thể đọc tới phần lời dẫn đầu giùm giúp sư ha. Dạ con thấy chị Nguyên Trang đâu mất tiêu rồi bạch sư, thôi để con đọc. Dạ bạch sư, sư nói là cái chỗ và lời mở đầu phải không sư? Dạ tức là giới thiệu về ngài In Đá Chanh Đá thôi chứ mình chưa có vào trong kinh nè. Dạ, lời giới thiệu.
Lời giới thiệu. Milinda Panhapali là một tác phẩm có giá trị trong nền văn học Phật giáo Theravada. Milinda là tên của một vị vua, còn từ Panha có nghĩa là hỏi. Như vậy, tựa đề Milinda Panha được dịch sát nghĩa sang tiếng Việt sẽ là những câu hỏi của Milinda. Chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt cho tác phẩm Milinda Panhapali là Milinda Vấn Đạo, theo sự sắp xếp ở bản lược đồ Tam Tạng song ngữ Pali Việt. Trang số 18 thì Milinda Panhapali là tập thứ 45 thuộc về tiểu bộ Tạng Kinh. Cũng cần giải thích rõ rằng tiểu bộ là bộ thứ 5 của Tạng Kinh, 4 bộ trước là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ. Lịch sử hình thành tiểu bộ xét ra có phần phức tạp và tam tạng của các quốc gia. Theo truyền thống Theravada, có số lượng đầu sách của tiểu bộ không được thống nhất. Tiểu bộ của Tam Tạng Thái Lan thì có 15 đầu sách. Khutta Kapatha, Thamma Padapali, Udanapali, Itiwuttakapali, Suttanipatapali, Vimanavatthupali, Petavatthupali, Theragathapali, Therigathapali, Jatakapali, Nidesapali, Patisamphidamaggapali, Apadanapali, Buddhasangs, Vansapali, Chariya Pitakapali, hai đầu sách Natti Patarana và Peta Kopadesa được thấy ở tiểu bộ của Tam Tạng Tích Làng và Tam Tạng Miến Điện. Tuy nhiên, Tam Tạng Miến Điện còn có thêm một tập nữa là Milinda Panhapali, nâng tổng số đầu sách thuộc tiểu bộ lên thành 18. Tam Tạng song ngữ Pali Việt tuy sử dụng nguồn Pali và sự sắp xếp theo hệ thống Buddha Chayanti Tripitaka Siri của xứ Quốc giáo Tích Lan, nhưng riêng ở tiểu bộ có thêm vào tập Milinda Panhapali theo sự chọn lựa của truyền thống Miến Điện. Tập kinh Milinda Panhapali, tức là Milinda Vấn Đạo, thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức vua Milinda và vị tỳ khưu Nagasena. Tập kinh này giải thích về một số điểm khúc mắc trong giáo pháp và còn là một tài liệu có giá trị về khía cạnh ngôn ngữ. Tuy nhiên, danh tánh của tác giả cũng như thời điểm thực hiện không thể xác định được. Có tài liệu phỏng định rằng tác phẩm này đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 1 theo Tây Lịch. Một cách xác định khác là căn cứ vào việc văn bản này có đề cập tới tu viện Asoka ở thành phố Pataliputta, để đưa đến kết luận rằng những tác phẩm này đã được tiến hành sau thời kỳ Đức vua Asoka, nghĩa là sau thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Thêm vào đó, một điểm mốc khác được xác định chắc chắn là văn bản này đã được thực hiện trước thế kỷ thứ 5 theo Tây Lịch, là thời điểm vị chú giải sư Buddhaghosa thực hiện các bộ Attakatha chú giải, bởi vì các chú giải ấy đã có đề cập tới văn bản Milinda Panhapali. Căn cứ vào dòng chữ cuối của bản kinh, được biết rằng vị đại trưởng lão tên Doni sống ở thành phố Doni thuộc xứ Lanka đã nghe và viết lại thành sách đúng theo sự sắp xếp của nó. Có sự nhận định rằng tập kinh này tuy đã được ghi lại ở xứ Tích Lan nhưng vẫn có xuất xứ từ Ấn Độ, bởi vì các địa danh được đề cập trong văn bản này hoàn toàn là các địa danh ở Ấn Độ và không có địa điểm nào của Tích Lan được nói đến. Tuy nhiên, cũng không thể truy nguyên được nguồn gốc là bằng cách nào và vào lúc nào tập kinh này đã được truyền đến hòn đảo Tích Lan. Một điểm khác nữa đáng được lưu ý là bản dịch tiếng Trung Quốc tên là Nagasena Phisusutra có thời điểm thực hiện được biết vào khoảng thế kỷ thứ 4, đã được tìm thấy
và bản dịch này ngắn gọn hơn và có một vài điểm khác biệt so với văn bản Pali. Điều ấy đưa đến giả thuyết rằng văn bản đầu tiên của Milindapanha đã được thực hiện chỉ có bấy nhiêu, sau đó được truyền sang Trung Quốc, rồi được dịch sang tiếng bản xứ. Còn văn bản Pali tồn tại ở Ấn Độ đã được tiếp tục phát triển thêm trong khoảng thời gian về sau để có được văn bản như ngày hôm nay. Để khẳng định điều này, cần phải có thêm điều nhiều chứng cứ khác nữa. Ngoài ra, còn có tác phẩm Milindatika, sớ giải về Milinda, đã được thực hiện ở Tích Lan bởi vị trưởng lão Mahatipitaka Chula Phá Giá Thê Rô, nghĩa là vị trưởng lão tên là Chula Phá Giá, có danh hiệu là Mahatipitaka Đại Tam Tạng. Sớ giải này đã giải thích một số điểm khó hiểu ở trong văn bản chính có tên gọi là Mathurathapakasini. Tập kinh này đã được dịch sang tiếng Việt từ tài liệu có nguồn gốc tiếng Hán và gần đây từ những tài liệu tiếng Anh. Nhưng những văn bản này rất là ngắn gọn, đặc biệt có bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm với tựa đề là Mi Tiên Vấn Đáp là đầy đủ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi thiện nghĩ rằng Hòa Thượng đã chọn lối giảng thay vì bám sát nguyên bản, thì bản dịch này đã được Thượng Tọa Giới Đức Hiệu đính lại cũng theo tinh thần trên. Nếu muốn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh, thì nên xem bản dịch đầy đủ của giáo sư I.B. Horner đã được Hội Pali Text Society in vào năm 1969, gồm có hai tập. Về nội dung, tập kinh Milinda Panhapali, Milinda Vấn Đạo, ghi lại những câu hỏi của Đức Mục Vua Milinda về giáo pháp của Đức Phật Gotama và các câu trả lời của vị tỳ khưu Nagasena. Theo văn bản, Đức Vua tên Milinda ở thành Sagala thuộc xứ Champudipa, Ấn Độ, là người thông minh, có ý cầu học, đã thường tìm đến các nhà triết học, các giáo chủ đương thời để học hỏi. Tuy nhiên, những câu trả lời của các vị này đã không làm cho Đức Vua được thỏa mãn. Các vị A-la-hán trong Phật giáo cũng không ngoại lệ. Và kết quả là các tỳ khưu, dẫu là bậc thánh hoặc còn phàm nhân, đều phải ẩn cư để khỏi phải đối diện với những câu hỏi hóc búa của vị vua này. Cuối cùng, vị thiên tử Mahasena đang cư ngụ ở cung điện Ketumati đã được thỉnh cầu hạ sanh vào thế giới loài người để làm công việc tế độ Đức Vua Milinda. Vị thiên tử đã đồng ý và đã được sanh ra trong gia đình người Bà La Môn tên là Sonuttara, sau đó lớn lên là đứa bé trai Nagasena. Vào lúc 7 tuổi, được cha thuê thầy dạy học và đứa bé đã học đường rẽ ba bộ vệ đà chỉ sau một lần nghe qua, sau đó lại được Đại Đức Rohana tế độ và cho xuất gia làm sa di, cho học tạng vi diệu pháp. Và vị sa di Nagasena chỉ với một lần đọc đã thông thạo tất cả tạng vi diệu pháp ấy. Vào năm 20 tuổi, Nagasena đã được thọ giới, trở thành vị tỳ khưu và được thầy tế độ gửi tới tu viện Vattaniya để học với ngài Asagutta. Tại đây, Đại Đức Nagasena đã thành tựu thánh quả nhập lưu, rồi sau đó Đại Đức Nagasena đã được gửi tới tu viện Asoka ở Pataliputta để học với ngài Thammarakkhita. Sau đó, trong sự chứng minh của ngài Thammarakkhita, Đại Đức Nagasena đã học tam tạng. Lời dạy của Đức Phật về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong 3 tháng, rồi thêm 3 tháng nữa chú tâm về phần ý nghĩa. Sau đó, nhờ vào sự sắc tấn của ngài Thammarakkhita, Đại Đức Nagasena đã đạt được phẩm vị A-la-hán cùng với các tuệ phân tích ngay trong đêm ấy. Sau đó, nhận lời thỉnh mời của các vị A-la-hán ở cao nguyên Rakkhita, núi Hy Mã Lạp, Đại Đức Nagasena đã rời tu viện Asoka và đã đi tới nơi ấy bằng thần thông và đã nhận lời việc đối đáp với Đức Vua Milinda. Các câu hỏi của Đức Vua Milinda đề cập tới nhiều lãnh vực của Phật giáo
và các câu hỏi trả lời thông minh của vị tỳ khưu Nagasena giúp cho người đọc có thể hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật. Về hình thức sắp xếp, phần Nigamana đoàn kết ở cuối tập kinh có ghi như sau. Các câu hỏi của Đức Vua Milinda được truyền đạt ở trong tập sách này gồm có 262 câu hỏi được chia thành 22 phẩm thuộc về 6 chương, như vậy là đầy đủ. Tuy nhiên, còn có 42 câu hỏi chưa được truyền đạt. Tổng cộng tất cả các câu hỏi đã được truyền đạt và chưa được truyền đạt là 304 câu hỏi. Hết thảy, tất cả được gọi tên là các câu hỏi của Đức Vua Milinda. Ở đây, 6 chương đã được nêu ra là sự liên hệ trong quá khứ, câu hỏi của Đức Vua Milinda, câu hỏi về hành tướng, câu hỏi đối chọi, câu hỏi giảng bằng sự suy luận, câu hỏi giảng về các ví dụ, còn các con số 22 phẩm, phát gá và là 304 câu hỏi vẫn là điều đang làm phân vân cho các nhà nghiên cứu. Về 42 câu hỏi chưa được truyền đạt, phần Malika, các tiêu đề ở chương Upamakathapanha, câu hỏi giảng về các ví dụ, giới thiệu 105 ví dụ, nhưng chỉ có 67 ví dụ được trình bày dưới dạng câu hỏi, và các câu hỏi chưa được trình bày là 38, chứ không phải là 42. Nói tóm lại, đây là một sự kiện có thật đã xảy ra ở tu viện Sankheya thuộc kinh đô Sagala của nước Bactria, và các công trình nghiên cứu đã xác định rằng Đức Vua Milinda chính là vị vua người gốc Hy Lạp Greek có tên là Menander đã cai trị xứ Bactria ở vùng Tây Bắc của Ấn Độ, India vào khoảng thế kỷ thứ hai theo Tây lịch. Còn lai lịch của vị tỳ khưu Nagasena không tìm ra được, có thể vì các sử liệu chỉ tập trung ghi lại các sinh hoạt của triều đại vua chúa. Có hai điểm lưu ý cần được nêu lên ở đây là việc Đức Vua Milinda đã từng đi đến tham vấn 6 vị giáo chủ ngoại đạo Purana Kassapa, Makkali Gosala, Nigantha Nataputta, Sanjaya Pelathiputta, Achita Kesakambali, Kakutha Kachayana. Điều này xét ra không được hợp lý vì những vị giáo chủ này sống cùng thời với Đức Phật. Như vậy, nếu các giáo phái này còn tồn tại tới thời kỳ của Đức Vua Milinda, thì cũng chỉ có thể là các hậu duệ của các vị này. Điều khác nữa là có nhiều trích dẫn của tỳ khưu Nagasena cho biết là lời dạy của Đức Phật nhưng không thể tìm ra được ở Tam Tạng Pali đang sử dụng hiện nay. Do đó, chúng tôi chỉ ghi lại những phần trích dẫn mà chúng tôi có thể kiểm tra được dựa vào kết quả nghiên cứu của cố giáo sư I.B. Horner qua bản dịch tiếng Anh Milinda Question 2 tập của người. Văn bản Pali đã trình bày ở đây đã được phiên âm trực tiếp từ văn bản Pali Sinhala ấn hành tại Sri Lanka vào năm 1912, Phật lịch 2505 do công sức hiệu đính của Ngài trưởng lão Aggamaha Bandita Anandamattiya Mahathera. Tập sách này còn có đính kèm luôn cả phần sớ giải Milinda Tika cũng bằng mẫu từ sinh hát. Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt của các văn kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc và được trình bày bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào thông dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pali sẽ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu
nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên là không thể tránh khỏi. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sao, Thượng tọa Bửu Hiền, trụ trì chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học Phraddeniya, Sri Lanka, Đại Đức Tâm Đăng, nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học Kelaniya, Sri Lanka, sư cô Thích Nữ Tâm Đạo, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Pune, India, cô Phạm Thu Hương, Hồng Kông, Phật tử Hữu Huyền, Đà Nẵng, Phật tử Hoàng Thị Lưu và gia đình Đà Nẵng. Công việc soạn thảo này được thông suốt không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm, cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập tới sự nhiệt tình giúp đỡ của Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho công trình ấn tống Tam Tạng song ngữ Pali Việt tồn tại và phát triển. Mong sao phước báo pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo chánh pháp, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Nhân đây cũng xin thành kính tri ân công đức của ngài Hòa thượng Ven Đề Quá Hà Đi Về Panyasekara Nhà Giá Cá Maha Thề Rá, tu viện trưởng tu viện Sĩ Giá Chá Giá Hòa Thá Ná Rá Má Giá Colombo 8, Sri Lanka Ven Ca Lú Thá Rá Vá Ná Rá Tá Ná, tu viện trưởng tu viện Sĩ Quỳ Ná Giá Lành Cá Rá Má Giá Colombo 10, Sri Lanka Sư Cô Tự Tâm Siddha Tha Compassion School Bodh Gaya India đã cung cấp trú sứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập kinh này. Cuối cùng, ngưỡng mong phước báo phát sanh trong công việc soạn thảo tập kinh này được thành tựu đến Thầy Tổ, Song Thân và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, trí tuệ và tinh tấn tu tập, ngõ hầu thành đạt, cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. Kính bút ngày 12 tháng 6 năm 2011, Tỳ Khưu In Đá Chanh Đá, Trương Đình Dũng. Dạ, bạch sư Pháp Thanh, Nguyên Như đã đọc xong lời giới thiệu. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đi sâu vào cái phần này cho chúng con được hiểu thêm ạ. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Cảm ơn cô Như rất nhiều đã đọc cái phần lời giới thiệu. Thì khoảng năm 1994-1995 đó, sư có được một vị sư đệ tặng cho cái quyển Mi Tiên Vấn Đáp của ngài Giới Nghiêm. Rồi sau đó thì cũng đi tìm kiếm, sưu tầm thêm. Thì cái bộ Mi Tiên Vấn Đáp do ngài Giới Nghiêm biên soạn đó gồm có 3 quyển. Nhưng mà quý vị biết rằng cái thời đầu tiên khi mà Phật giáo Nguyên Thủy du nhập trở về Việt Nam đó, thì lúc đó là kinh sách nó rất là hiếm. Rồi các ngài xuất gia là thường ở xứ quốc giáo Campuchia, cho nên là các ngài phải dùng những cái sách kinh sách từ tiếng Khmer để mà dịch thực ra. Ra đó là mặc dù cái lúc đó là cái kinh sách
cái ngôn ngữ nó không có suôn sẻ, rồi cái văn từ rồi nó còn rất là tối nghĩa. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái công đức lớn lao của các ngài, phải phải học Pali, Khmer, rồi phải học Khmer, rồi mới bỏ công để mà phiên dịch ra. Thì quý vị biết rằng cái ngôn ngữ Khmer thì nó không có được coi như văn qua qua Mỹ lắm, cho nên là rồi các ngài cũng là những cái vị xuất gia từ nhỏ, về cái vốn ngôn từ, văn học cũng như là cái Phật học lúc đó là còn rất là thiếu. Nhưng mà chúng ta phải phải tri ân khâm phục trước sự đóng góp mà để cho hàng hậu học chúng ta có những cái tài liệu. Rồi tiếp tục sau này thì có ngài Giới Đức đã biên soạn và rồi coi như là phụ chú lại những cái phần của ngài Giới Nghiêm. Rồi nó cũng có những cái bộ sách, nhưng mà khi mà sư nhận được cái bộ mà Milinda Vấn Đạo này của ngài In Đá Trành Đá thì đó thấy rất là sáng tỏ. Và cái duyên may á là lúc đó là ngài đem về Việt Nam, ngài biếu cho ngài Giác Chánh ở chùa Bủ Đức, thì cái bộ sách này nó còn có Pali Việt đối chiếu, thành ra nó rất là quý báu. Và cái sự chuẩn xác thì nó cao hơn, cho nên là sư cũng đọc nhiều bộ, nhưng mà thấy cái bộ này nó rất là sáng tỏ để giúp cho Phật tử chúng ta học nó sẽ dễ hiểu, dễ tiếp thu những cái lời dạy, về cái trí tuệ của ngài Nagasena. Thì đó để quý vị thấy rằng cái vấn đề mà chúng ta học đó là cũng sự đóng góp nỗ lực cũng rất nhiều của các bậc trưởng lão, rồi tiếp tục là các vị chư tăng, đã nỗ lực tiếp tục trên cái con bước đường của các ngài, để hôm nay chúng ta có được những cái tài liệu, chúng ta có thể học mà rõ ràng. Và bây giờ xin mời cô Uyên Như bắt đầu vô cái phần thứ nhất, tức là phần ngoại thuyết. Mời cô Uyên Như. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, bắt đầu vô cái phần hấp dẫn cho đạo tràng. Con xin đọc ạ. Tạng kinh tiểu bộ Milinda Vấn Đạo. Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, đấng chánh biến tri. Phần ngoại thuyết. Vị vua ấy tên là Milinda, ở kinh thành Sagala, đã đi đến gặp Nagasena, ví như dòng sông Ganga đi đến với biển cả. Sau khi đi đến gần vị có sự thuyết giảng tòa tài hoa, vị đang cầm ngọn đuốc xua tan bóng tối, đức vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa đến sự xác quyết hay phủ nhận. Các câu hỏi và luôn cả các câu trả lời đã được gắn liền với ý nghĩa thâm sâu. Chúng đi vào trái tim, làm thoải mái lỗ tai là phi thường, khiến nổi da gà. Được thâm nhập vào vi diệu pháp và luật, và được tồn tại ở mạng lưới của kinh. Các lời giảng dạy của Ngài Nagasena là đa dạng với các ví dụ và các cách suy luận. Xin quý vị hãy dùng trí tuệ vào đây, hãy làm tâm ý được vui vẻ và hãy lắng nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậy có những chỗ có sự nghi ngờ. Việc ấy được nghe như thế này. Có thành phố tên Sagala, trung tâm thương mại của những người xứ Jonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có lãnh thổ và địa thế đáng yêu.
được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, rừng cây, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi non, rừng thẳm, được tạo nên bởi những người có học thức, có các kẻ chống đối và thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại, tháp canh và cổng thành có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao sang. Nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường lộ, đường băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bố trí. Bên trong, cửa tiệm đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được trưng bày, được rạng rỡ với hàng trăm phước xá các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang trọng, tương tự như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có dân chúng chen chúc, có thường dân, sát đế lỵ, bà la môn, thương nhân và nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng sa môn và bà la môn, được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân và anh hùng, có đủ các hàng cửa hàng vải vóc của các xứ ca sĩ, cô tùm bá rá, vân vân, được tỏa ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp, các loại khéo được bày biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi đám thương vun lịch lãm của các cửa tiệm, được trưng bày khéo léo hướng ra các phương, được tràn đầy với các tiền cá hà bá ná và bạc vàng, tiền căn sát và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, của cải và vật sở hữu dự phòng dồi dào, có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, có nhiều cơm nước, có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng nếm, đáng uống, đáng thưởng thức, tương tự như ở Uttarakuru, có sự thu hoạch sung mãn như là ở Alakamanda, thành phố của chư thiên. Nên dừng ở đây và nói tới nghiệp quá khứ của hai người họ, và trong khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành 6 phần, tức là sự liên hệ trong quá khứ, câu hỏi của Đức Vua Milinda, câu hỏi về hành tướng, câu hỏi đối chọi, câu hỏi giảng bằng sự suy luận, câu hỏi giảng về các ví dụ. Ở đây, câu hỏi của Đức Vua Milinda gồm 2 phần là câu hỏi về hành tướng và câu hỏi cắt đứt sự phân vân. Câu hỏi đối chọi cũng gồm có 2 phần là đại phẩm và câu hỏi giảng về vị hành giả, sự liên hệ trong quá khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy. Sự liên hệ trong quá khứ. Nghe nói, ở thời quá khứ, trong khi giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang vận hành, có hội chúng tỳ khưu đông đảo, cư ngụ tại một trú xứ cạnh dòng sông. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu được thành tựu về phần sự và giới hạnh. Sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy các chổi dài cán, trong lúc suy tưởng về ân Đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống. Khi ấy, có một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di rằng, này sa di, hãy đến, hãy đổ bỏ rác này. Vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi tới lần thứ nhì, rồi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn cứ bước đi như là không nghe. Do đó, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng, sa di này khó dạy, rồi nổi giận, đã ban cho cú đánh bằng cái cán chổi. Do đó, vị sa di ấy vừa khóc lóc vì sợ hãi, vừa đổ bỏ rác, đã lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng, do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực như là mặt trời lúc giữa trưa. Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến bến sông để tắm. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập lên lời phát nguyện thứ nhì rằng, do nghiệp phước thiện của việc đổ rác này,
không bị ngập ngừng như làn sóng này vậy. Dạ, cả nhà có nghe được con lại chưa ạ? À? Mô Phật. Dạ, sa thú chị, sa thú anh Tín Pháp. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập nên lời phát nguyện thứ nhì rằng, do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối, được sanh lên đúng trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy. Vị tỳ khưu ấy, sau khi cất cây chổi ở phòng để chổi, cũng đang đi đến bến sông để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị sa di ấy, vị ấy đã suy nghĩ rằng, cũng vì tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thế, có phải là sẽ không ảnh hưởng đến ta? Và đã lập nên lời phát nguyện rằng, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn trong khoảng thời ấy, tại mỗi nơi lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối, không bị ngập ngừng như làn sóng ở sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ mọi sự ứng đối về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này. Cả hai người ấy, trong khi luân hồi giữa chư thiên và loài người, đã trải qua một khoảng thời gian giữa hai vị Phật và vị trưởng lão Moggaliputta đã được Đức Phật của chúng ta nhìn thấy như thế nào, thì hai người này cũng đã được nhìn thấy như thế. 500 năm đã trôi qua, kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn của ta, những người này sẽ tái sanh và đã được xác định rằng và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại. Dạ, con sẽ đọc hết đoạn thứ hai. Dạ, phần thứ hai. Trong hai người ấy, vị Sa Di đã trở thành đức vua tên Mi Linh Đá ở thành Sa Gá Lá thuộc xứ Chăm Bú Đi Pá Ấn Độ, là người sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, có năng lực trong thời quá khứ, hiện tại và vị lai, là người hành động có suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phù diễn. Vị này có nhiều học thuật, đã được học như là sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên văn, âm nhạc, y khoa, bốn bộ vệ đà, cổ thuật, sử học, chiêm tinh học, ảo thuật, chú thuật, lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học và Phật ngôn là 19. Đức vua là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Chăm Bú Đi Pá, không có ai sánh bằng đức vua Mi Linh Đá về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm và trí tuệ. Đức vua là người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh lực và xe cộ. Dạ, con đã đọc xong hết phần thứ hai. Dạ, quá sức là hay bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thành ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, không biết là quý vị có nghe được âm thanh rõ ràng không ạ? À? Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Hello. Dạ không biết là quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ bạch sư, dạ tụi con nghe sư rất là rõ ạ. Dạ sư, con không biết là sư Pháp Thanh còn ở trong room không ạ? Dạ âm thanh của sư tụi con nghe rất là rõ, tại tụi con kính thỉnh lại sư. Chắc sư không có đọc màn hình cho tụi con, chứ mọi người chat là sư, tụi con nghe âm thanh sư rõ ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Không biết là sao cái đường truyền ở chỗ sư nó cũng hơi trục trặc hay vậy, bây giờ cái màn hình nó đứng em ru rồi sư không có thấy cái gì được hết, thành ra sư không biết là trong đạo tràng tất cả quý vị có được nghe âm thanh rõ không. Thì trong cái đoạn này đó, trong cái đoạn này là nói về cái nhân quá khứ của hai cái vị này là vua Vi Lăng Đá và ngài Nagasena. Thì trong cái thời Đức Phật quá khứ là cái vua Vi Lăng Đá là cái vị Sa Di, còn ngài Nagasena là một cái vị tỳ kheo. Thì sáng hôm đó thì cái vị tỳ kheo này đã quét rác rồi, mới bảo cái vị Sa Di đó là hốt hốt rác là đem đổ đi. Nhưng mà cái vị này á, do không có sự chú tâm hay là hoặc là lười biếng, cho nên là giả vờ như là không nghe. Cái vị này lặp lại lần thứ ba rồi mà cái vị Sa Di cũng vẫn lờ đi. Cho nên là cái vị này, vị tỳ kheo đã đánh cho vị Sa Di một roi. Thì sau đó, đó thì vị Sa Di mới hốt hốt rác đem ra bờ sông đổ. Sau khi đổ rồi đó thì vị này mà mới nguyện là do cái phước phục vụ này đó sẽ tái sanh trở thành một cái người mà có cái quyền lực sáng chói. Rồi sau khi phát nguyện đổ rác xong đó thì cái vị này đó mới xuống sông tắm. Thì ở cái bờ sông đó thì nó có những cái
Internet nó bị sao á cả nhà. Thành ra nãy giờ Nguyên Như cứ nói mà nó bị dăng ra dăng vô. Nguyên Như nghĩ chắc cũng là từ cái storm ở bên Mỹ nữa phải không sư Vinh? Nó cứ bị như vậy chứ không phải là, cũng có thể là bên đây chứ không phải bên Việt Nam nữa đó. Nguyên Như có gọi sư mà sư không có tắt phone được, không biết cái đường điện nó ra sao. Chị Nguyên Trang có thể cầm mic giùm nha, để Nguyên sư Nguyên Như gọi lại sư thử nha chị. Nam mô Bích Tha giá, và con kính lãnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Ê da, hôm nay sao chắc tại ăn Tết nhiều hột vịt quá đó. Dạ, năm nay Nguyên Trang không có kho hột vịt anh. Cắt xác bị bão. Mời cá mập cắn dây cáp gọi được rồi hả? Ok, sư ok, vậy Nguyên Trang xuống ha, không biết sư vào chưa ạ? À? Nguyên Trang xuống nha, Nguyên Như cầm nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn Giang Nhất Ngài và dạ, cảm ơn cô Uyên Như. Dạ bây giờ nghe rồi ha. Dạ. Thì sau khi mà xuống bờ sông đó thì cái vị Sa Di này mới thấy những cái lượng sóng những cái lượng sóng trong sông đó. Thì vị này mới phát nguyện là do cái phước mà phục vụ đó thì vị này sẽ có được cái trí tuệ nhiều như những cái lượng sóng ở trong trong cái sông. Thì vị Sa Di cũng đang vị Tỳ Khưu cũng đang tắm ở kế bên, nhưng mà do những cái bụi lau bụi cỏ nó che khuất, vị Sa Di không có thấy vị Tỳ Khưu. Thì khi mà vị Tỳ Khưu nghe cái vị Sa Di này mà phát nguyện cái lời nói đó rồi đó, thì vị này mới mới phát nguyện rằng cái này là cũng là nguyên nhân là từ mình đã gây ra, cho nên là cái vị Sa Di này bây giờ phát nguyện như vậy. Thì cái vị này mới phát nguyện tiếp theo liền là do cái phước mà phục vụ Tam Bảo đó cho tôi có một cái trí tuệ giống như những cái lượng sóng của đại dương. Thì do cái nhân từ đó đó mà cái kiếp hiện tại cái vị Sa Di trở thành là vua Milanda. Thì khi mà vua Milanda đi vấn đạo, đi hỏi tất cả các cái vị ngoại đạo cũng như các cái vị thánh nhân trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì không có ai mà có thể mà giải đáp mà được cái câu hỏi đó, không có ai mà làm thỏa mãn được cái thắc mắc của vua Milan Đà. Chính vì cái nguyên nhân đó đó thì khi mà vua Milan Đà đi tìm và đến tất cả các vị trưởng lão để mà đặt câu hỏi thì không ai có thể giải đáp được, cho nên là lúc đó là chư Tỳ Khưu phải rời bỏ kinh thành đi đến những nơi xa vắng. Thì do cái khổ nạn đó mà một hôm là chư chư tăng các vị trưởng lão mới có một cái cuộc hội họp chư tăng. Thì có một vị đó có cái trí tuệ quán xét thấy cái nhân chỉ có một cái vị chư thiên hiện đang ở trên cõi trời Đâu Xuất, tức là tiền thân là cái vị Tỳ Khưu đó, bây giờ đang ở trên cõi trời Đâu Xuất, cho nên các cái vị này mới cử một cái vị có thần thông đi lên thỉnh cái vị
cái vị chư thiên này đó giáng phàm để xuống để mà có thể có cái khả năng để mà giải tỏa được những cái khổ nạn ở thế gian. Thì do đó mà cái vị tỳ khưu này đó, cái vị chư thiên này đã tái sanh xuống cõi nhân loại, trở thành là cái vị Nagasena. Thì cái nhân nó là như vậy. Cho nên là quý vị cũng thấy rằng quý vị có đôi lúc mình đừng có thấy trong cái những cái công hạnh, những cái phục vụ tam bảo đó, dù là những cái phước mà rất nhỏ, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái tác ý trong sạch, rồi chúng ta thực hành đầy đủ cái công hạnh đó đó, thì chúng ta có thể phát nguyện để sau này chính nhờ cái lời phát nguyện này đó, chúng ta sẽ được những cái lợi ích trong cái đời sống tương lai. Ví dụ bây giờ quý vị đến chùa, quý vị có thể là lau dọn cái chánh điện, quét sân, quý vị có thể lau dọn, mua bông hoa chưng ở ở trên chánh điện, trước bàn Phật, vân vân. Nếu mà mình làm trọn vẹn như đó với cái tâm hoan hỷ, thì sau khi quý vị làm đó, quý vị có thể phát nguyện là do cái phước phục vụ tam bảo này đó, cầu mong đến những kiếp tương lai trong có trí tuệ sáng suốt để mà học pháp, hành pháp, đi đến nơi giải thoát, đem đến cái sự lợi ích cao thượng. Thì chính những cái phát nguyện này nó sẽ trợ giúp cho quý vị. Còn nếu mà chúng ta làm với cái tâm mà không có cái trí tuệ, ly trí, rồi chúng ta làm không có cái sự hoan hỷ, rồi chúng ta cũng giống như là làm qua loa, thì rất là uổng phí. Thành ra đó, đây là những cái điều để mà chúng ta biết trong khi mà chúng ta học, chúng ta thực hành các cái bổn phận, chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo. Thì có người nói là cái phước phục vụ đó nó rất là bé nhỏ, rất là thấp, thấp thỏi, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ vậy đó. Đây là một cái điều minh chứng để cho chúng ta thấy rằng tất cả trong các cái thập hạnh phúc, thập thiện đó, thì cái nào cũng là những cái nhân để đem đến những cái lợi ích cao thượng cho chúng ta trong những cái kiếp sống tương lai. Chứ chúng ta không nên cho rằng những cái phước này là nhỏ, thấp kém, phước kia mới là cao quý. Sự thật ra đó, quý vị thấy không? Trong trong các cái 10 cái pháp độ đó, thì cái phước mà tinh tấn, tinh tấn là cái sự nỗ lực, thì tinh tấn này trong có cả cái pháp dụ đó. Đó, quý vị thấy rằng cái thời điểm mà Bồ Tát thực hành cái công hạnh mà đắp đường để phục vụ cho Đức Phật và chư thánh tăng trong thời kỳ quá khứ, ngài ngài dùng cái thân mình để lập cái dũng sinh, để cho Đức Phật và chư thánh tăng trong thời kỳ quá khứ bước qua, tránh cái sự nhờ nhớp của bùng sinh. Thì nhờ đó mà ngài phát nguyện lên là cái do cái phước báo này mà ngày sau trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì
Đức Phật quá khứ đã thấy được cái duyên và đã coi như là nói lên cái sự thành tựu của Bồ Tát trong cái ngày vị lai sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đó. Cho nên là chúng ta phải phải biết để trân trọng tất cả những cái phước báo mà mình tạo, cũng như là trân trọng những cái công hạnh của những người bạn đạo của mình. Cho nên là qua cái đoạn này đó, để chúng ta thấy cái nhân từ quá khứ nó mới đưa đến cái quả và xảy ra cái những cái sự hỏi đáp giữa vua Milanda và ngài Nagasena. Thì hôm nay thì chúng ta tìm hiểu qua cái đoạn này thôi, rồi ngày mai thì chúng ta bắt đầu tiếp tục, sẽ bắt đầu đi vô học tiếp những cái câu hỏi của vua Milanda. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu qua cái phần thứ ba, thứ tư và từng tự, để chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về những cái câu hỏi và những cái sự giải đáp của Nagasena trong cái phần mi tiên vấn đáp. Thì cũng chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, sẽ học hỏi và đem đến những cái trí tuệ quý báu, những cái lợi ích để chúng ta có trí tuệ để thấy rõ được cái lời dạy của Đức Phật, nhằm phá tan những cái hoài nghi. Chính vì khi mà chúng ta phá được cái hoài nghi đó, thì chúng ta mới có sự nỗ lực tinh tấn học pháp, hành pháp. Và mỗi khi mà ta nỗ lực học pháp, hành pháp thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống hiện tại và những cái phước báo to lớn trong ngày vị lai. Thì qua cái buổi sinh hoạt đầu tiên sau thời gian nghỉ nghỉ Tết, thì cũng cầu mong, cầu chúc cho tất cả quý vị luôn luôn có nhiều cái thần duyên, nhiều sự nỗ lực tinh tấn để mà tiến bước trong vấn đề học pháp và hành pháp. Cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc với tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ bà sư, Nguyên Như cũng có bỏ ra một buổi để Nguyên Như kiếm những cái tài liệu về cái Milinda vấn đạo này, thì con thấy có chỗ thì gọi là Milinda sở vấn, có một chỗ thì gọi là Na Tiên vấn đạo. Thì bạch sư, có phải là có những cái vị dịch giả họ kiếm được những cái bản từ Pali, và cũng có những vị họ kiếm từ cái bản là từ tiếng tiếng gọi là tiếng tiếng gì đó sư huynh, ở bên Bắc Tông đó, thì nó mới dịch theo hai cái kiểu, là một là Na Tiên, hai là Mi Tiên, phải không bạch sư? Và con cũng có gọi sư Giác Đẳng, còn có hỏi là bạch sư có cái nào mà nghiên cứu về cái chú giải về những cái dạ em sa thú chị Kim Nhung là tiếng Sanskrit về cái phổ cổ Bắc Tông, thì con có hỏi sư Giác Đẳng là có cái cuốn nào mà đã dịch ra được cái chú giải hay không, để mà mình có thể hiểu sâu thêm cái lời dạy của hai bên. Thì sư nói là chưa có sách, mà sư chỉ có một cuốn là tiếng Anh thôi. Con không biết là ở bên sư Pháp Thanh là có kiếm ra được cuốn chú giải chưa bạch sư, chứ con kiếm là nát nước hết rồi mà không có thấy. Dạ con xin dâng bích lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Thì thật sự ra là cái bản chú giải thì nó chưa có.
À, tại vì bây giờ các ngài là đặt cái trọng tâm mà dịch ra các cái phần mà kinh luật luận chánh tạng, sau khi mà hoàn thành tất cả những cái bộ chánh tạng rồi đó thì mới tiếp tục mà đến cái phần mà chú giải. Cho nên bây giờ là chúng ta mà được cái phần mà chánh tạng, phần chánh kinh đó, là nó là hết sức quý báu rồi. Thế còn bây giờ phải chú giải thì phải một cái thời gian rất lâu nữa thì mới mới hoàn thành được. Cái trường hợp thì ngày In Đá Chành Đá thì cũng có dịch cái tạng luật trước, thì cũng may mắn là bây giờ chư tăng ở Việt Nam đó, các chùa và cũng như chư tỳ khưu, thì nếu mà những cái vị nào mà có mà một bộ cái tạng luật đầy đủ thì cũng điều đó là một cái điều là quý báu rồi. Nhưng mà cái phần mà cái tùy theo mỗi vị dịch, có thì có vị thì dịch là mi tiên, thì mi tiên ở đây là nó vắn tắt, mi là chỉ cho vua Mi Lăng Đà, tiên là này Naga Sena Na Tiên, thành ra có cái là mi tiên vấn đáp, hay là mi tiên vấn đạo, thì tùy theo có những cái bản dịch. Ví dụ như cái trường hợp mà có những cái bản dịch mà từ cái tiếng Sanskrit, thì quý vị biết rằng cái ngôn ngữ ở Ấn Độ đó thì nó chia ra làm hai. Nếu mà những cái văn bản thơ văn của cái tầng lớp mà cao quý đó, của vua chúa đó thì bằng Sanskrit, còn cái những cái giới bình dân thì người ta dùng cái ngôn ngữ của xứ Magatha, sau này gọi là Bali, thì do đó đó mà cái ngôn từ của Sanskrit thì nó cao với của giới cao quý hơn, còn cái ngôn ngữ Magatha thì nó dùng cho cái giới bình dân. Cho nên thì sau khi mà những cái vị mà ở bên Bắc truyền đó, người ta cũng có dịch, nhưng mà dịch ra thường thường là dựa theo cái Sanskrit và dịch nó về cái Hán bản, chữ Hán nhiều hơn, cho nên là có nhiều cái nó bị sai lệch. Còn cái mà cái Pali chúng ta học ở đây đó thì được các ngài các bậc trưởng lão đã kết tập qua nhiều nhiều đợt kết tập, cho nên là nó mặc dù bây giờ nói là còn còn 100% như lời dạy của Đức Phật hồi ngài còn hiện tiền, nhưng mà ít ra đó theo cái dòng lịch sử chiều dài của thời gian đó thì nó cũng bị pha trộn ít nhiều, nhưng mà dù sao đi chăng nữa đó nó cũng còn còn giữ được một cái những cái gì đó mà nó còn chánh truyền. Cho nên đó là chúng ta dựa theo những cái bản dịch của các cái vị mà có cái những cái công lao nghiên cứu từ cái Nam Phạn Bali, thì có cái độ chính xác nó cao hơn. Đó thì chúng ta khi mà chúng ta học thì có cái phần mà chúng ta phải có sự so sánh, so sánh thì chúng ta đọc nhiều nhiều cái dịch thuật của nhiều tác giả, nhưng mà chúng ta phải so sánh cái nào nó có cái độ chính xác tương đối cao hơn thì mình sẽ chọn. Cũng vậy thì cũng có nhiều bộ thánh tịnh đạo
À, nhưng mà nếu mà những cái bộ mà thanh tịnh đạo mà được được chuyển dịch từ từ cái Pali, ví dụ như cái Pali của Miến Điện này, hoặc là cái Pali của Thái Lan, hoặc là cái Pali của Tích Lan này, thì cái độ chính xác nó cao hơn là từ từ những cái Pali rồi chuyển qua Anh ngữ mà chuyển qua cái tiếng Việt. Thì như vậy đó thì nó cái sai lệch nó nhiều hơn. Thì ở Việt Nam mình ông bà mình hay nói mà tam sao thì thất bổ. Từ Sanskrit mà chuyển qua tiếng Hán, rồi tiếng Hán mà chuyển ra tiếng Việt đó. Thì nó cái lệch lạc nó nhiều. Đó. Còn mà chúng ta lấy từ cái Pali để dịch ra tiếng cái thẳng ra cái tiếng Việt á, chúng ta chịu khó, ví dụ như cũng có nhiều vị bây giờ đang học ở Miến Điện chẳng hạn, thì học từ từ cái Pali của Miến rồi chuyển qua cái tiếng Việt của mình, như vậy thì cái sai lệch nó sẽ ít hơn. Từ cái mà tiếng Miến rồi chuyển qua tiếng Anh nó chuyển qua tiếng Việt nữa đó, thì nó cái sai lệch nó nhiều hơn đó, cho nên là chúng ta phải học, chúng ta phải biết tìm hiểu so sánh những cái bản nào mà nó gần nhất, nó ít có pha trộn, ít lệch lạc hết, thì chúng ta sẽ học những cái bản đó để đem đến cái những cái lợi ích nó tốt đẹp hơn. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Huy Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bạch sư, con thấy chị Kim Nhung có câu hỏi thưa sư, vậy là gọi là mi linh đá hay là mi lăng đá? Dạ con xin thỉnh sư ạ. Chị Nhung có cái thắc mắc. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Thì nếu mà nói cho đúng á, thì là mi linh đá thì nó đúng hơn. Còn mi lăng đá đó thì nó không đúng, nó lệch rồi. Thì cái bản dịch đúng nó là mi lăng đá chứ không phải là mi lăng đá. Có nhiều khi mình nói trại trại ra đó, có nhiều khi nó không có chính xác. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Dung. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui, Nam mô Bụt Tha Giá. Xa thuốc, xa thuốc, xa thuốc. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Con không biết sư Thanh Tâm có ở trước máy không ạ? Con xin tín hiệu của sư Thanh Tâm ạ. Dạ, con không có thấy sư Thanh Tâm cho tín hiệu. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt cho cho đạo tràng chư tăng để chúc phúc cho chúng con bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì hôm nay chúng ta học cái phần mở đầu qua cái đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai thôi. Ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp tục cái đoạn thứ ba và các cái đoạn kế tiếp, thì theo cái thời gian của mình. Thì để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, cũng xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn đến trong đạo tràng.
Avatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha nuvavena sadan solti bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa dhamma nuvavena sadan solti bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sangha nuvavena sadan solti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến xin chư thiên hộ trì đảnh người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học rất là hay về Minh Đà vấn đạo và đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so thân ka ron te ta vi ha ra mang da le thế ra cha mạnh cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha sẵn sê đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni cam tham ma hoa răng pa tân cha tê sẵn bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yam tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra đa bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang ka tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we de te i dang no nya ti nang ho tu su khi ta hoan tu nya ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta du y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là tối thứ ba, cũng như là sáng thứ tư ở bên Việt Nam, chúng ta lại được học những cái câu hỏi và trả lời của hai vị rất là sắc trong cái thời đó về những cái câu hỏi mà chúng ta cũng là muốn tìm hiểu, phải không quý vị? Dạ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng nha. Mình sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư vị.